Chào cả nhà, mến chào chào Mimi, rất là vui được chào đón Mimi trong cái ngôi nhà của cô ngày hôm nay. Chào tất cả quý vị đang theo dõi cái buổi trò chuyện của hai cô cháu chúng tôi. Giờ địa phương hiện tại bây giờ là 10:32 sáng tại tiểu bang Washington thuộc miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Mimi ơi, xin mời con giới thiệu cho tất cả mọi người cùng biết là con đến từ đâu, và con đang làm gì. Cái thời gian mà hiện tại bây giờ của con là mấy giờ? Xin mời con chia sẻ. Dạ, shalom, shalom cô Linh, nghĩa là chào bình an cô Linh và tất cả mọi người đang xem livestream của cô cháu chúng tôi ở trên page của cô Linh và page của Mimi nữa. Con là Mimi, là tôi là Mimi, đang sinh sống ở tại Na Uy. Hiện nay Mimi đang đang thật sự đang đi nghỉ ngơi cùng với một vài em trẻ trong ban hát Hội Thánh đó ở Thụy Điển. Và múi giờ của Thụy Điển Na Uy cũng giống nhau, cho nên bây giờ là 19:33 giờ của Âu Châu ạ. Cô Linh ơi, con có thể kể mọi người một chút về công việc của con nhé. Được, mời con. Dạ, con thì đang là giáo viên, con dạy giáo viên của cấp 2 và cấp 3. Công việc này thì con cũng đã làm trên 15 năm rồi ạ. Lúc đầu thì con tốt nghiệp thạc sĩ ngành công nghệ thông tin. Mà sau đó thì cảm nhận là Chúa có kêu gọi mình để làm việc với giới trẻ đó. Cho nên con chuyển sang con đi học sư phạm và làm việc cho tới bây giờ. Và con càng ngày thì con càng càng thấy cái sự thúc giục và tình yêu dành cho giới trẻ nó mạnh. Và vì con được Chúa yêu và con rất là yêu Chúa cô. Cảm ơn Con Chúa. mong cô chú cháu mình là người tin lành. Con rất là hạnh phúc khi tìm Tuyệt biết được vời cô quá đó. Dạ, con rất là hạnh phúc với điều đó, để có thể tự do nói về cái tấm lòng của mình và cái niềm tin của mình. Khi mà một thời gian con đi dạy như vậy thì con thấy sự thúc giục rất là mạnh, không phải để dạy cho các bạn về về kiến thức về toán lý hóa là cái môn chính của con nữa, nhưng mà con muốn cho các bạn có một cái nếp sống mà hướng thượng đó cô. Chúa đặt để trong con là con phải đi học tiếp tục để trở thành một mục sư cho thanh niên. Và như vậy thì con cũng đã là mục sư thanh niên cũng trên trên 12 năm rồi đó cô. Dạ. Tuyệt vời quá. Thưa quý vị, trước mặt quý vị là một người phụ nữ đến tại Na Uy. Tôi xin có thể cái từ Shalom mà cô ấy chào quý vị lúc ban đầu đó, đó là một cái từ mà chúng tôi có thể xin chào mọi người, là một cái từ chào thăm trong tiếng của Hebrew. Thì bởi vì Mimi là một mục sư đang quản nhiệm cũng như là xin lỗi, phụ trách về tất cả các thanh thiếu niên, cho nên là cô ấy có những cái lời chào như vậy, thì tôi xin giải thích thêm để quý vị hiểu. Rất là vui khi mà lần đầu tiên cô được nhận cái tin nhắn của con là hỏi cô ơi cô có phải là người tin lành không, thì cô rất là vui, bởi vì mình vào trong cái công việc này thì bên cạnh mình còn được biết rất là nhiều anh chị em ở khắp nơi trên thế giới, mà bên cạnh đó mình còn có những người cùng đức tin, cùng một niềm tin cơ đốc giống như cô và con ở đây, và mình có thể kết nối trở thành một cái nhóm để mình có thể đem những cái mình học được ở trong cái mô hình này, và những cái kiến thức, cái tư duy để rồi mình chia sẻ cho những người cơ đốc nhân khác mà họ chưa biết đến về cái mô hình này nữa, và mình cũng đang tạo một cái nhóm là những người cơ đốc nhân nào đã và đang kinh doanh trong cái mô hình này, thì họ cũng sẽ join với cái cô cháu mình để trở thành một cái nhóm mà mình có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm trong công việc, kinh nghiệm theo Chúa và những cái ơn phước Chúa ban cho cuộc đời, cho cái mô hình của mình như thế nào, đúng không? Thì rất là vui khi mà con nói với cô, con cũng là một người cơ đốc, thì cô rất 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 là vui mừng, và nghe nói rằng con có cái ước mơ là lập được một cái nhóm, thì cô lại ủng hộ ngay lập tức, không không từ chối, bởi vì cái điều này cô cũng đã ấp ủ từ lúc mới bắt đầu vào trong cái mô hình này. Thưa quý vị, khi mà chúng nói đến mô hình kinh doanh kỹ thuật số thì có rất 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 là nhiều người cho chúng tôi là những người lừa đảo, những người đang hàng ngày đi theo một cái kế hoạch hay là một cái quy trình nào đó, nhưng mà thưa quý vị, không có một cái thằng lừa đảo nào nó điên đến mức độ mà nó bưng cả gia đình gia phả của nó thảy lên cái Facebook như những công việc của chúng tôi. Quý vị đã, nếu mà Đúng quý vậy vị đó. đang ai theo dõi ở trong cái trang Facebook của Mimi hoặc là Facebook của tôi, thì quý vị thấy là trong đó có rất rất là nhiều cái sinh hoạt đời thường của gia đình tôi, của Dạ con, phải. của cháu tôi.
Vâng, và có rất rất là nhiều những hình ảnh mà chị em chúng tôi ngồi nhóm lại với nhau như thế này, để rồi mỗi một ngày chúng tôi post lên đó, thì quý vị cứ nghĩ đi, không có một cái người lừa đảo nào lại đem cả gia phả của mình lên Facebook để trình làng như vậy. Cho nên chúng tôi là những người thật, việc thật, và đây là một mô hình kinh doanh rất hợp pháp và đã đem lại cho rất 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 là nhiều người Việt Nam nói riêng đang sống tại Việt Nam và những người Việt Nam nói chung đang sống tại hải ngoại thành công trong cái mô hình này. Thì quý vị nếu ai đã theo dõi, những ai đang theo dõi và những ai sẽ theo dõi, thì trước hết xin quý vị hãy vào cái website của Mimi ở trên màn hình là www.mimi-nguyen.com. Xin quý vị hãy để lại tên nếu quý vị yêu mến cô ấy và địa chỉ email. Tôi tin chắc chắn rằng Mimi sẽ truyền tải tất cả những cái kinh nghiệm mà Mimi đã bắt đầu với cái mô hình kinh doanh này, và cô ấy sẽ luôn đồng hành đến quý vị cho đến khi nào quý vị thành công mà thôi. Đừng ngần ngại, bởi vì nếu quý vị không cho mình cơ hội thì quý vị không thể nhìn thấy rằng cái mô hình kinh doanh của chúng tôi nó phát triển như thế nào. Tất cả những người nhân những cái chủ doanh nghiệp ở trong cái mô hình này đó, thì bây giờ đã có hơn 160.000 người. Chỉ có cách đây hơn một năm mà khi tôi mới bước vào đó thì nó có khoảng 132.000 người thôi, nhưng mà hôm nay nó đã trở thành hơn 160.000 người rồi. Thì không thể một cái cộng đồng to lớn như vậy, một cái cộng đồng mà đã chứng minh nhiều người thành công như vậy, trở thành một cái lừa đảo được. Cho nên quý vị yên tâm về điều đó. Rồi Mimi ơi, theo Đó. con vẽ đó thì con nói là trước đây con là một sinh viên tốt nghiệp đại học kinh tế đúng không? Dạ, kỹ thuật cũng là kỹ thuật số đó cô, tin học đó, học Về ngành tin tin học, học. đúng rồi, về tin Dạ, tức học thì là làm lập trình đó cô, dạ. sinh viên tốt nghiệp một Cả thạc sĩ công nha. việc mà thạc sĩ nó như vậy đó. Thì rồi sau đó là Chúa kêu gọi con, rồi con đi học về sư phạm để rồi con dạy cấp 2, cấp 3. Rồi cái nguyên cớ nào con lại tìm đến cái mô hình kinh doanh này? Cô ơi, có rất là nhiều lý do đó. À, trước khi con nói trả lời cái câu hỏi của cô đặt ra đó, thì con muốn gửi lời cảm ơn cô. À, con cũng muốn gửi lời để nhắn với lại tất cả mọi người ở đây đó là khi vào thì cô lại giống như là khích lệ con bằng cách là mọi người nha, thả tên, đặt bởi tên, nhắn email vào cho Mimi. Mọi người đây thì cũng muốn làm việc để cho phát triển cái công việc của mình nhiều nhất. Nhưng mà con thấy tình thương ở tại nơi đây, con thấy tình thương của cô, con thấy tình thương của mọi người xung quanh, của người coach của con nữa, rất là yêu mến con nhớ đồng nghiệp ở tại nơi đây đó, ai cũng khích lệ mình hết, rất là kiên nhẫn với mình. Cho nên con cái điều mà con hạnh phúc nhất khi được tham gia chương trình này đó là một 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 cái môi trường làm việc rất là lành mạnh, mình đối diện với người rất là giỏi, nhưng mà không Đúng rồi. không tranh tranh giành, không chà đạp với nhau. Con muốn gửi lời cảm ơn cô về cái điều đó. Và để trả lời câu hỏi của cô đó thì có nhiều cái Nguyên nhân. ước ao sâu thẳm ở trong cuộc đời của con lắm. Ước ao đầu tiên đó là khi mà con được hàng năm mỗi mùa hè đó cô, khi mà giáo viên được nghỉ hè thì cần nghỉ cũng được 7 tuần, thì hết 5 tuần là con cùng gia đình về lại Việt Nam. Rồi trong chuyến đó tụi con đi thăm các hội thánh, thăm các vùng sâu vùng xa, thăm các trại mồ côi, những cái trung tâm mà giúp đỡ những người cai nghiện. Thì con thấy cái nhu cầu đó quá nhiều cô. Nhu cầu để được hướng dẫn dạy dỗ, nhưng mà nhu cầu về tài chính cũng rất là nhiều. Thì một mình con đi làm, chồng vợ chồng con đều hầu với Chúa hết, thì cái tài chính nó chỉ có đủ cho vợ chồng chúng con để sinh hoạt. Rồi cái ước ao của mình là muốn giúp đỡ cho nhiều người. Ước ao của con là được đi nhiều lần ở trong năm để về thăm và giúp đỡ anh chị em mình, chứ không phải một lần trong năm. Và mình chỉ ước mơ như vậy rất là nhiều năm mà không biết làm sao mình thực hiện được điều đó. Chỉ biết dâng lên cho Chúa cái lời cầu nguyện đó, Chúa mở đường cho con để con có thể thực hiện. Nếu đây là sự kêu gọi của Chúa, xin Chúa ngài mở đường cho con để con có thể thực hiện ước mơ này. Con được tự do về thời gian, con được tự chủ về tài chánh để con có thể bước đi sau cái sự thúc giục giả mà Chúa làm trong lòng của con. Còn một điều nữa đó cô, là con đi nhiều lần ở trong những cái đại hội và chương trình huấn luyện ở tại Indonesia. Con một điều làm cho con thấy phải 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 suy nghĩ rất là nhiều, đó là ở tại nơi đó thì có rất là nhiều mục sư, nhưng là họ là những người mục sư mà thành công về kinh doanh.
họ có những cái kinh doanh mà họ tự vận hành, rồi rồi họ xây những cái trung tâm thương mại, rồi những hội thánh của nó sẽ nằm ở trên tầng cao cùng của trung tâm thương mại, nhóm lại cái hàng ngàn người, họ rất là giỏi. Thì con và trong khi Việt Nam mình thì bị giới hạn về vấn đề đó, mình chưa có xây được một cái trung tâm đại hội nào đặc biệt cho cái môi trường tin lành mình cả. Nó dấy lên trong con một cái ước ao mãnh liệt lắm cô. Tôi nói là làm sao để mình sẽ có những người làm ở trong kinh doanh có một tài chính rộng rãi để xây những trung tâm như vậy, hoặc là mình có thể không phải nhờ cái sự tài trợ bên ngoài mãi, mà chính bàn tay của những người Việt Nam của mình có thể thực hiện được điều đó. Đó là cái ước ao thứ nhì của con. Còn một ước ao nữa đó cô, là con không muốn mình trở thành một người hầu vì Chúa. Con muốn là người dạy dỗ người khác, đi dùng rất là nhiều thời gian cho các em thanh niên, bởi vì khi mà hướng dẫn các em thì đòi hỏi mình rất là cần gần gũi với các em, dùng nhiều giờ nhiều ngày với các em lắm. Thì con của con lại bị thiệt thòi, nó nhiều lần nó chạy theo con, nó khóc là vì sao mà mẹ cứ bỏ nhà mẹ đi không đi mãi, vì sao mà mẹ không có ở nhà với con. Cái điều đó làm cho con đau đớn trong lòng, nó có rất là sợ rằng mình yêu người khác, người khác được tình yêu của mình, nhưng mà con của con lại bị thiệt thòi. Con mới khóc với Chúa, Không con có nói là quân bình được cái thời gian dành cho công việc và dạ, gia tại đình. vì đó là cái đam mê của con đã làm việc là con phải hầu vị Chúa, là con còn rất là nhiều cái đam mê mà thuộc về việc là dâng hiến cái tấm lòng của mình á cho người khác. Thì con mới thấy rằng không được, làm sao mà mình có thể để cho con của mình bị những thiệt thòi như vậy, mà cắt bớt công việc thì là ai làm những việc đó. Nó làm cho con quặn thắt quá, thì con nghĩ là chỉ có cách là Chúa giải cứu con ra khỏi cái vấn đề đề mà khó khăn về tài chính hiện tại, công việc bó buộc đó, thì con mới có thể làm tất cả những điều mà con được Chúa đặt để trong lòng mà thôi. Và một ngày thì con cũng lên trên Facebook, mỗi buổi tối con dùng một chút thời giờ lên Facebook, thì con được biết đến một cái video, cũng như cô cũng rất thường có làm video, con chưa được nghe cái video đó, nhưng mà có một một vài bạn lên thì con thấy là họ giới thiệu về mô hình này. Tự nhiên là trong lòng con bị hút vào cái sự giới thiệu đó, vì người đó nói về sự tự do của tài chánh, sự phát triển của bản thân, thời gian là cái điều mà làm cho con bị hút nhiều nhất. Thành ra con quyết định tìm hiểu, và mọi người xung quanh của con, từ ông xã con đến tất cả những người thân quen của con đó, đều phản đối cả, đều khuyên con là phải cẩn thận. Nhưng mà trong lòng con có cái gì đó cứ muốn con phải thực hiện, con phải làm được cái điều này. Và bây giờ con xuất hiện ở trên mạng đây, hãnh diện mà nói rằng con là một một chủ doanh nghiệp của kỹ thuật số. Nhật yêu mến Chúa đúng không nè? Cảm ơn Mimi rất là nhiều về cái sự chia sẻ của con. Thì để tiếp tục cái câu chuyện của con đó, thì cho cô xin phép vài giây để chào mừng những ai đang theo dõi. Mến chào Huyền Trang đến từ Đan Mạch, chào Giang Thanh đến từ Pháp. Cảm ơn các em đã theo luôn theo dõi và ủng hộ chị nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đang theo dõi. Thưa quý vị, qua cái câu chuyện của Mimi đó, quý vị có thấy rằng cái hình ảnh đó có mình ở trong đó hay không? Tại vì cái câu chuyện của Mimi á, đã làm cô liên tưởng tới những năm trước cô cũng giống như con vậy. Cô cũng đi làm việc, con mình á, thì để cho người khác chăm sóc, dạy dỗ. Còn mình thì cứ phải làm những cái việc để chăm sóc người khác, làm những cái việc để phục vụ người khác. Nhưng mà mình không có thời giờ phục vụ bản thân của mình. Quý vị có thấy rằng cái hình ảnh của quý vị trong câu chuyện của Mimi không? Và không phải chỉ có giữa Mimi chứ hay là chính bản thân tôi, nhưng mà tôi tin chắc chắn rằng quý vị đang theo dõi cái buổi trò chuyện của hai cô cháu chúng tôi. Quý vị có thể cũng đã từng một lần hay là hoặc nhiều lần hơn nữa để mà quý vị bỏ con cái của mình, không có thời giờ dạy dỗ chăm sóc chúng nó, với một cái lý do rất là chấp nhận được là vì cuộc sống cơm áo gạo tiền. Nhưng mà quý vị ơi, con cái chúng ta ở trong cái tuổi thanh thiếu niên, chúng nó rất cần được cái sự chăm sóc quan tâm của bố mẹ, và cần được sự dạy dỗ, mình bám sát theo con của mình. Chứ còn mà quý vị cứ giao nó cho người này, bởi vì những cái điều mà Mimi kể đó, là nó khi mà Mimi kể câu chuyện của con đó, cô liên tưởng đến những ngày tháng trước cô để lại các em.
cô rất là xót xa. Thật sự mà nói, mỗi khi nhắc đến cái điều này thì cái cổ họng của cô giống như nó có cái gì đó nó bị nghẹn lại á, nó chặn lại ở trong đó đó. Cho nên là cái chính vì vì vậy mà khi cô khi mà cô một ngày nào đó các em ngồi lại nói với nhau rằng là hỏi mẹ rằng mẹ ơi cái điều gì trong cuộc đời của mẹ là quan trọng nhất, và lúc đó thì cô cảm thấy giống như là con có thể chưa dùng các em để mà đánh thức cái công việc của cô, đánh thức cái tiềm thức của mình là mình cứ mãi mê lao đầu vào công việc mà mình quên rằng con mình đang cần sự trợ giúp, đang cần có mẹ ở bên để che chở, để bồng ẵm, để chăn dắt, để chăm sóc, để dạy dỗ, để hướng dẫn các em đi trong đường lối của Chúa. Chính vì vậy mà cô đã nhìn lại và bắt đầu phải quyết định thay đổi. Nhưng mà lúc đó thật sự mình cũng chẳng biết thay đổi như thế nào và chẳng biết thay đổi từ đâu, cho đến một lúc cô cũng bắt gặp một cái mẫu quán cáo. Thưa quý vị, khi mà tôi đang khao khát một cái sự thay đổi, một cái bước nhảy vọt để thoát ra cái vùng mà tôi cho là an toàn, thì lúc đó, chính lúc đó Chúa đưa tôi đến gặp một cái mẫu quảng cáo của một cái em ở Phần Lan. Và cứ suốt ngày cứ mỗi cứ tôi không biết lý do tại sao cứ mỗi lần tôi bật cái YouTube lên là tôi thấy cái cô này xuất hiện nói về cái mô hình kinh doanh, thì thật sự lúc đó tôi nghe nó giống như một cái chả cái gì mình chả hiểu cái gì cả. Nhưng mà khi mình nghe thì mình bực lắm, tại vì mình đang xem một cái bài giảng hay là một mình đang xem một cái bài nhạc mình thích quá, tự nhiên cổ xuất hiện cổ nói cái gì kinh doanh, thế là mình bỏ qua. Mà sau cứ 2 3 ngày 4 5 ngày liền như vậy, xong mình nói với cô này xong cô lì quá, cô cứ xuất hiện trước cái mặt của mình hoài, cô này lì quá. Thưa quý vị, và tôi đã nói như vậy rồi, cái đến lúc mà tôi thấy cô này cô lì quá, thôi bây giờ mình mở xem mình nghe hết thử coi cổ nói cái gì. Và khi mà tôi nghe hết cái câu chuyện của cô ấy thì tôi thấy cái hình ảnh của tôi trong đó. Và lúc đó mình mới biết là cô bắt đầu tham gia vào cái cô tìm hiểu cái mô hình này. Và sau khi cô tham gia, cô tìm hiểu rồi, cô thấy đây là cái mô hình mà nó dành cho mình, dành cho những cái người mà đã bỏ con cái, bỏ gia đình, ngay cả thậm chí thời gian chăm sóc bản thân của mình cũng không có. Thế là cô bắt đầu tham gia, và kể từ khi cô tham gia thì cái đời sống, cái sinh hoạt cũng như là cái tư duy của mình nó có một cái thay đổi mà mình phải nói là mình chỉ biết tạ ơn Chúa thôi. Là vì trước đây cô lo lắng nhiều quá, cô cứ phải bươn chải cuộc sống cơm áo gạo tiền, rồi cô làm tháng này thì mình lo tới cái tháng trước tới kết trường ơi bây giờ, rồi khi mùa dịch nó chạy nó đến nữa, rồi mình nói trường ơi bây giờ làm sao đây, bây giờ kinh tế thì nó bị lạm phát nên mình phải làm thế nào để cuộc sống của mình quân bình. Và khi chính cái lúc mà Chúa thấy cái sự yếu đuối của mình, Chúa tạo cái cơ hội đó để cho cô cháu mình ngày hôm nay có cơ hội ngồi đây mình chia sẻ về những cái điều mình đã được nhìn thấy, đã được nắm bắt và đã được làm chủ trong cái mô hình kinh doanh này. Thưa quý vị, thì chúng tôi ở đây chúng tôi nói về cái mô hình kinh doanh, tôi tin chắc chắn rằng quý vị, những ai đã theo dõi tôi, đang theo dõi tôi thì quý vị đã biết rằng tôi đang làm gì, Mimi đang nói về câu chuyện gì. Bởi vì cái mục đích mà Mimi tìm đến cái mô hình này, thứ nhất là bạn ấy mong muốn có thu nhập để giúp đỡ những người đang khốn khó ngoài kia, mà trong cái sự cần trợ giúp mà khi cô ấy có tình yêu thương nhưng mà mình không có tài chính thì mình giúp họ bằng cách gì đây? Mình không thể nào thấy người ta đói khát mà nói tôi thương bạn quá nhưng mà mình không có tiền để mua cho họ một cái ổ bánh mì thì mình nói yêu thương như thế nào? Đó, nhưng mà khi cái công việc này bắt đầu nó bùng nổ trên toàn thế giới thì đã hơn 5 năm nay rồi quý vị, nhưng mà nó còn rất là mới với thị trường của Việt tại Việt Nam, thì có lẽ là quý vị nhiều người chưa biết đến, cho nên khi mà nghe chúng tôi nói như vậy thì còn hoang mang và lầm tưởng đây là một cái mô hình mà quý vị phải đem tất cả những sản phẩm lên giới thiệu, mình quảng cáo nó như thế này thế kia đó, nhưng mà mô hình của chúng tôi nó không phải là như vậy. Cho nên là thưa quý vị, thì có lẽ trong tôi không biết rằng là cái đường truyền của Mimi nó như thế nào mà bạn ấy là không có ở trên đây nữa, thì tôi sẽ tiếp tục nói trong cái công việc này. Quý vị biết là Mimi và tôi là hai 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 cô cháu chúng tôi sống trên hai cái châu lục khác nhau. Mimi thì đang ở châu Âu, hiện tại đang sống tại Na Uy, còn tôi thì đang ở Hoa Kỳ. Nhưng mà chị em chúng tôi kết nối với nhau, cô cháu chúng tôi kết nối với nhau trong cái tình thương
thương yêu cũng của Chúa. Chúng tôi có một cái niềm tin, chúng tôi có cùng cùng một chí hướng, chúng tôi có cùng một cái ước mơ xây dựng một cái đế chế trong cái mô hình kinh doanh này. Và chúng tôi sẽ từ cái mô hình này, chúng tôi sẽ kết nối những người cơ đốc nhân lại với nhau, và chúng tôi đem đến những cái điều mà chúng tôi gặt hái ở trong cái mô hình này để chúng tôi chia sẻ lại cho những ai đang cần một cái giải pháp về tài chính, về thời gian, không gian để chăm sóc con cái này, chăm sóc gia đình, chăm sóc bản thân, và thậm chí mình có thể giúp đỡ được những người họ đang những hoàn cảnh khó khăn ở ngoài kia còn rất là nhiều. Cho nên là chúng tôi đã đạt được cái điều này, và ngày hôm nay cô cháu chúng tôi đã kết nối ở đây. Thì thưa quý vị, như Mimi vừa kể đó, Mimi là một một cô giáo. Đầu tiên là bạn ấy tốt nghiệp thạc sĩ về công nghệ thông tin. Thì chắc chắn là khi mà một cái người mà ở trong cái công nghệ thông tin này thì cô ấy không có phải lo lắng gì về cái công việc, vì bởi vì những cái trên nền tảng mạng xã hội với cái mô hình kinh doanh kỹ thuật số này thì chúng tôi dùng cái mạng xã hội để chúng tôi đưa đến cho quý vị một cái giải pháp để quý vị có thể có một cái cuộc sống an yên hơn. Đối với Mimi thì không gặp cái vấn đề trở ngại nào, nhưng đối với bản thân tôi, quý vị đã nghe, quý vị đang nghe và quý vị sẽ nghe, thì quý vị biết rằng tôi là một cái người hoàn toàn đến với cái mô hình này giống một tờ giấy trắng quý vị. Tôi hoàn toàn không biết gì về công nghệ, tôi hoàn toàn không nắm bắt được một cái gì ở trên gọi là sử dụng laptop như thế nào cả. Và cái tiếng Anh của tôi thì Việt Nam mình hay gọi là cái người Việt Nam mù chữ đó, chỉ nói được thôi, nhưng mà cái chữ là cái mình cũng đôi khi mình đọc mà mình cũng không biết là cái chữ đó mình đọc có đúng hay không nữa, nó như vậy đó. Nhưng mà tôi luôn cầu nguyện và tôi nói rằng nếu mà Chúa để con vào trong cái mô hình này thì xin Chúa ban phước cho con để con có thể học tới đâu nhớ tới đó được, tại vì tôi rất là hay quên. Cho nên là tôi cứ cầu nguyện như vậy, và đến khi tôi vào đây quý vị thì tôi gặp người mentor, tôi gặp người coach, và tất cả những anh chị em ở trong cái mô hình này họ đã giúp đỡ tôi trong tất cả những cái lĩnh vực mà tôi cần. Và đến khi mà quý vị biết là tôi đang ở trong cái tình trạng như vậy đó, thì tôi gặp tất cả những người ở trong cái mô hình này, và họ bắt đầu chỉ dẫn tôi, họ chỉ dẫn tôi, và họ cho tôi những cái kiến thức mà họ đã học. Thành ra là khi mà tôi vào trong cái mô hình này thì tới ngày hôm nay là tôi đã có sự thành công. Và cái thành công này tôi tự hào mà tôi nói được, tôi làm được cái điều này là tôi biết chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng tôi và đang 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 hướng dẫn tôi từng ngày. Bên cạnh đó tôi còn có những sự giúp đỡ của các mentee, cho nên là tôi rất là thành công trong cái công việc này. Thì thưa quý vị, cái mà chúng tôi muốn truyền tải ở đây để mà cho quý vị biết rằng cái mô hình kinh doanh này nó không có chọn lựa tuổi tác hay là bất kỳ một cái kiến thức nào cả. Chỉ cần chúng ta có ước muốn đủ, chúng ta có khao khát lớn thì chúng ta có thể trở thành một cái chuỗi doanh nghiệp, chúng ta vận hành một cái business mà nó đem lại cho chúng ta cái thời gian, không gian, thậm chí về cái tài chính mà chúng ta không phải lo lắng về sau này nữa. Nếu mà quý vị, những ai đang theo dõi, xin quý vị hãy vào cái website của tôi ở trên cái màn hình, www.link-hugo.com, để lại tên, địa chỉ email. Và tôi sẽ luôn ở đây để đồng hành cùng với quý vị. Tôi hứa rằng tất cả những cái kiến thức mà tôi học được ở trong cái mô hình này tôi sẽ truyền tải lại để cho quý vị, để quý vị chạm đến cái sự thành công nhanh nhất có thể. Tôi đang cố gắng để mời mời cái em Mimi trở lại trong cái buổi trò chuyện talk show này, nhưng mà không biết sao nó không có cho tôi mời cô ấy vào nữa, cho nên là tôi cũng không biết phải làm như thế nào. Thôi thì có lẽ cái buổi trò chuyện của hai cô cháu chúng tôi đến đây, và tôi hy vọng rằng sẽ hẹn lại Mimi trong cái ngày, những cái buổi vô live kế tiếp. Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi, đã luôn ủng hộ. Cảm ơn chị Lý Hồng Thắm nè, đến từ Berlin Đức nè, cảm ơn Ái Cơ đến từ Thụy Điển nè, rồi cảm ơn cô giáo Quyên. Cô giáo Quyên là cái người mentor của tôi nha quý vị.
Cảm ơn tất cả các chị em đã ủng hộ và hy vọng rằng những cái buổi go live kế tiếp của cô cháu chúng tôi là Mimi sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ rằng cái việc chúng tôi làm ở đây chỉ không phải là vì chúng tôi chỉ cần cái thu nhập không đâu, nhưng mà chúng tôi cần đem lan tỏa cái tình yêu thương, cái sự cứu rỗi mà chúng tôi đã nhận được từ từ cái niềm tin cơ đốc của chúng tôi đã có. Chúng tôi muốn chia sẻ, chúng tôi muốn lan tỏa cho quý vị, để rồi quý vị vào trong cái cộng đồng cơ đốc business này, quý vị sẽ thấy được cái ở trong cái business này chúng ta đã thấy cái sự tự do, cái sự vui thỏa rồi. Nhưng mà khi quý vị vào trong cái nhóm cơ đốc business thì quý vị sẽ thấy cái sự an yên nữa, bởi vì chúng tôi tin chắc chắn rằng Chúa đang ở cùng chúng tôi và ban phước cho chúng tôi từng ngày. Và tôi mến chúc quý vị một ngày thật bình yên, thật hạnh phúc bên cạnh người thân và gia đình. Và tôi tin chắc chắn rằng Đức Chúa Trời đang chờ đón quý vị. Những ai chưa biết đến danh của Chúa Cứu Thế Giêsu thì xin quý vị hãy tìm đến và tiếp nhận, để rồi quý vị cũng được nhận sự cứu rỗi như chúng tôi và trở thành một cơ đốc nhân, một cơ đốc giáo, một đời sống phước hạnh, một đời sống được Chúa gìn giữ, Chúa che chở như chúng tôi. Bởi vì những phước hạnh chúng tôi nhận được ở đây, chúng tôi đã thấy và kinh nghiệm được điều đó, thì chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị. Và chúng tôi không phải lợi dụng cái mô hình này để nói về cái niềm tin cơ đốc của chúng tôi, nhưng mà qua đây thì tôi luôn luôn biết ơn Chúa, bởi vì chính cái sự trả lời của Chúa mà tôi vào đây tôi gặp cô giáo Quyên, tôi gặp cái người huấn luyện của tôi là em Giang Trần đang sống tại Phần Lan, tôi gặp vào đây tôi gặp tất cả các anh chị em ở trong cái mô hình này. Khi nào mà tôi có một cái điều gì tôi cần đến là họ luôn luôn sẵn sàng và hỗ trợ cho tôi. Và ngày hôm nay tôi có được như vậy là tôi biết chắc chắn rằng, tôi hay nói cái câu mà tôi dùng cái câu đó là tôi làm được mọi sự là nhờ Chúa ban thêm sức cho tôi. Bên cạnh đó còn có các chị em, các anh chị em đồng nghiệp hỗ trợ tôi từng ngày từng phút nữa. Tôi cảm ơn quý vị rất là nhiều và cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo quý báu của mình để theo dõi. Hy vọng rằng cái buổi trò chuyện kế tiếp của hai cô cháu tôi sẽ không làm quý vị thất vọng. Một lần nữa, mến chúc quý vị có một ngày thật bình yên bên cạnh gia đình và người thân. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại trong lần talk show kế tiếp. Bye bye.